Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục lên rừng và gửi đến tất cả các bạn một số những cái bài thuốc được sử dụng từ cái cây thông đất các bạn nhé. Và tí nữa tôi sẽ gửi đến các bạn những cái hình ảnh từ cái cây thông đất. Đấy. Cái cây thông đất là một cái loài cây trị bệnh teo não và bệnh mất trí nhớ rất là hiệu quả, được người dân rất hay sử dụng và cũng như sử dụng trong đông y. Và bên cạnh cái cây thông đất thì bây giờ tôi muốn nói cho các bạn biết về cái cây này. Đây, cây này là một loài cây nó khá là ngứa. Đấy. Hay chúng tôi gọi là đèn nhóp nha các bạn nhé. Đấy, người địa phương chúng tôi gọi là đèn nhóp tại vì là cái cây này vỏ của cây này khi mà mình bây giờ bình thường như này không sao, nhưng mà mình mà làm cái vỏ của nó bị xước xước một tí thì khi nào mà mình làm phải, mình sờ phải thì nó rất là ngứa. Đấy. Thật ra thì cây này ngày trước tôi đã có một cái clip tôi giới thiệu, nhưng mà tôi livestream nên nó không được rõ nét. Đấy, cây này thì khi nào mà chúng ta bị ho lâu ngày không khỏi thì chúng ta có thể lấy lá. Đấy, bây giờ bắt đầu vào mùa lá non của nó này. Ở đây khá là nhiều cái loại cây này. Đây. Đấy, bây giờ là vào mùa lá non đấy. Qua Tết phát là đây, các bạn có thể thấy là lá non nhìn rất là ngon, đúng không ạ? Thì cây này tôi bảo cây này là một cái loại cây nó trị ho cho một số trường hợp chúng ta ho lâu ngày, dùng rất là nhiều những loại cây thuốc nhưng mà không khỏi, thì chúng ta có thể đấy, dùng cái đọn non của cây này và lấy lá non chúng ta đem về rửa thật sạch. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy khoảng một nắm bé tí, đấy, lấy khoảng chục đọn non lá như này về rửa thật sạch, xong là chúng ta thái thật nhỏ cộng với lại một quả trứng gà ta nhé các bạn nhé, cộng với một quả trứng gà ta, sau đấy chúng ta đem hấp lên, để hấp lên rồi cộng thêm một ít hạt tiêu chúng ta đem ăn. Đấy, chúng ta một ngày ăn hai lần, làm hai lần ăn như vậy, cứ mỗi lần chúng ta làm khoảng một bát con đấy, một bát ăn cơm ấy, như vậy thì uống chúng ta ăn trong khoảng thời gian từ 2 hôm đến 3 hôm thì cái việc ho của chúng ta sẽ chấm dứt. Đấy là đại đa số những cái trường hợp ở trên tôi ho lâu ngày không khỏi thì chúng tôi lấy cái cây này để mà dùng làm thuốc này, rất tốt này. Đấy. Đấy là cái cây này hôm nay tình cờ bắt gặp ở đây thì tôi nói. Còn cái vấn đề chính của cái clip hôm nay tôi muốn giới thiệu đó chính là cái cây thông đất đấy các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu cây này. Đây là cây thông đất. Đây. Đây các bạn. Đấy, nhiều bạn bảo là đây là không phải là cây thông đất, nhưng mà tôi không biết là các bạn tìm cây thông đất là ở đâu ra. Tuy nhiên thì quan điểm mỗi người mỗi khác. Đây các bạn này. Đây các bạn nhìn nó giống cây thông chưa ạ? Lá của nó đây các bạn. Và một cái nữa tôi xin lỗi các bạn và mong các bạn thông cảm là máy của tôi lấy nét nó khá là yếu, tại vì mình cũng chưa có điều kiện mình sắm sửa máy móc, nên là có thể là trong quá trình lấy nét nó không được nhanh. Các bạn có thể là dễ nhầm lẫn cây này sang cây kia, nhưng mà bây giờ đấy, tôi thấy là cũng khá là nét rồi. Đây chính là cây thông đất này các bạn này. Đây. Đây các bạn. Đấy, cây thông đất của nó đấy. Thì cây này các bạn cũng đã được xem và tìm hiểu, và tôi thấy cũng có rất là nhiều người giới thiệu về cây này rồi. Đây. Đấy. Đây, sang bên này mới nhiều này. Đây các bạn. Đây. Đó. Để tôi đặt đây, quay cho nó dễ, cho các bạn dễ hình dung.
Đây các bạn. Đấy các bạn đã thấy chưa? Đây chính là cây thông đất mà tôi muốn giới thiệu. Cái cây này thì nó có khá nhiều công dụng. Cụ thể là những cái bệnh nhân mà bị teo não hoặc là bị suy giảm trí nhớ đấy, bị mất trí nhớ thì chúng ta dùng cây này nó khá là tốt. Và ở trên địa phương chúng tôi thì chúng tôi hay sử dụng cây này để mà chữa cái đinh nhọt và viêm mủ ngoài da đấy. Thì chúng tôi lấy cây này, đây là cây thông đất này. Đấy, và chúng tôi gọi là đây, và chúng tôi gọi là đèn nhồng đấy, tên của nó. Có thể là địa phương mỗi nơi gọi mỗi khác. Ở chỗ tôi gọi thông đất, ở chỗ khác gọi là gọi theo tên khác thì cũng không rõ. Đây các bạn. Và bây giờ thì không nói dài dòng nữa, tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cái một số những cái bài thuốc sử dụng từ cây thông đất này. Ví dụ như những cái trường hợp mà bị suy nhược thần kinh ấy, hoặc là suy giảm trí nhớ thì chúng ta có thể dùng cái cây thông đất này. Đấy, lấy 7 gram cây thông đất khô nhé các bạn nhé. Những cây này chúng ta dùng sử dụng khô. Đấy, lấy 7 gram với lại 10 gram viễn trí. Đấy, đem hai vị thuốc này sắc với khoảng 800ml nước cho tới khi còn lại khoảng một nửa, tức là còn lại khoảng 400ml ấy, thì chia làm 3 phần uống trong ngày. Đấy, một ngày chúng ta có thể uống từ 2 đến 3 lần đấy. Thì chúng ta cứ kiên trì sử dụng cái bài thuốc này ít nhất là khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu quả. Một cái hiệu quả mà chúng ta có thể không ngờ tới. Đấy, đấy là một cái mà nó điều trị cái chứng mà suy nhược thần kinh và suy giảm trí óc đấy. Nó điều trị rất là hiệu quả. Và cây thứ hai nữa, cái cây này này, cây thông đất này, nó có thể dùng để điều trị bệnh gan nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, như cái ban đầu clip tôi bảo các bạn thông cảm, tại vì là máy nó không được nét nên là lấy nét nó khá là yếu. Khi mà sử dụng mà điều trị bệnh gan ấy, thì chúng ta lấy khoảng 10 gram cây thông đất khô này này. Cây này chúng ta lấy về xong là làm khô nhá, cắt thành từng đoạn nhỏ xong làm khô đi. 10 gram cộng với lại 30 gram cà gai leo khô. Đấy các bạn đun thuốc với lại 1 lít nước cho tới khi cạn còn khoảng 700ml thì chia đều thành 3 đến 4 chén uống trong ngày. Đấy, cứ uống khoảng từ 2 đến 3 lần trên một ngày. Các bạn cứ uống đều đặn như thế cũng trong khoảng thời gian từ khoảng 1 tháng thì nó sẽ cho hiệu quả rất là rõ rệt. Đấy chính là cây thông đất này này các bạn này. Đấy. Đây, ở bên này cũng có này. Đó. Cây này thì tôi thấy có hai loại, một loại thì nó thẳng, nó chỉ là có một nhánh đi lên thôi. Còn cái loại tôi giới thiệu là loại này nó có khá là nhiều nhánh nha các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà trên hết các bạn vẫn thấy nó là như thế này đấy các bạn này. Đây. Đó. Đây, tôi cho vào đây. Rồi, một cái nữa. Cái cây trong đất này nó còn có thể là hỗ trợ điều trị phong thấp, nhức xương nha các bạn. Ho mãn tính này, chúng ta dùng 5 gram cây thông đất khô này sắc lấy nước uống hàng ngày. Đấy, chúng ta sắc nước uống hàng ngày. Cứ kiên trì đều đặn trong khoảng thời gian 1 tháng thì chúng ta có thu được hiệu quả rất là rõ rệt. Vâng, ngoài ra thì cây này người ta còn dùng để điều trị các chứng bệnh ở trẻ nhỏ như là da mồ hôi trộm này, bí tiểu này. Đấy, sốt cao bại liệt thì chúng ta cũng có thể dùng cây này này, chủ yếu là cho trẻ nhỏ nhé các bạn nhé. Và một cái nữa thì cây này nó còn dùng để chữa trị những cái đòn ngã tổn thương đấy các bạn. Đấy, những cái đòn ngã tổn thương bị bầm tím, bị tụ máu thì chúng ta cũng có thể lấy cây này, lấy cây tươi giã nát để mà đắp vào cái chỗ mà bị tổn thương đó các bạn. Đấy là cây thông đất. Và cái nữa ở trên tôi hay sử dụng là khi mà trường hợp bị đinh nhọt đấy và viêm mủ ngoài da thì chúng ta lấy cây thông đất này này. Đấy, với cái cây vẩy rồng ấy, vẩy rồng thì hay chúng tôi gọi là cây cốt toái bổ đấy. Không biết là các bạn có cái cây đấy không? Thì chúng ta dùng tươi với một cái lượng bằng nhau, giã ra và thêm giấm rồi đắp vào cái phần mà bị đau ấy.
phần mà đinh nhọn ấy thì nó cũng cho hiệu quả rất là tốt. Đấy, đấy là một số những cái cây, một số những cái công dụng của cây thuốc này mà tôi muốn nói đến. Có thể là trong quá trình thuyết trình thì tôi nói còn nó còn có một số những cái thiếu sót về cái công dụng của cây này. Chẳng hạn thì mong các bạn, các anh chị, đấy, cô bác chúng ta xem cái clip này và chúng ta biết được cái công dụng của cái cây thông đất này. Ngoài những cái mà tôi vừa nói ra thì tôi mong sao các bạn đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ở phía dưới video để tôi cũng như là nhiều người được biết được nhiều hơn cái công dụng của cái cây thuốc này. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip. Hy vọng là đây là những cái thông tin bổ ích để cho các bạn tham khảo. Đấy, nếu mà tất cả các anh chị và các bạn thấy cái clip này ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ở phía bên này để tiện theo dõi những cái clip mới nhất. Xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn.